Các bạn, mặc dù gặp thời tiết bất thuận, sóng to, gió lớn, nhưng sau khoảng 35 giờ đồng hồ rời quân cảng 171, đoàn công tác trên tàu Trường Sa 21 do Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn đi thăm chúc Tết tặng quà các cán bộ chiến sĩ trên các nhà giàn JK1 đã có mặt tại khu vực nhà giàn JK115. Tại đây, đoàn đã tổ chức lễ tưởng niệm các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh vì biển đảo quê hương trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Liệt sĩ đã hy sinh tại thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Kính thưa anh linh hương hồn các liệt sĩ, kể từ ngày nhà nước ta thành lập vùng kinh tế khoa học dân chủ trên thềm lục địa phía Nam ngày 5 tháng 7 năm 1989, các thế hệ cán bộ chiến sĩ vùng 2 Hải quân trực tiếp là cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn JK1 đã gác lại những tình cảm riêng tư, gác lại bao hoài bão khát vọng lớn lao của tuổi trẻ để có mặt làm nhiệm vụ trên các nhà giàn lục địa phía Nam. Mặc dù đảng, nhà nước, quân đội, quân chủng hải quân và nhân dân cả nước đã hết sức quan tâm, nhưng vào những năm 1990-1998, khí hậu khắc nghiệt, sự tàn phá khủng khiếp của bão tố đại dương đã làm đổ một số nhà giàn. Vào thời khắc giữa cái sống và cái chết ấy, các anh đã thể hiện rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, bám trụ đến cùng, chấp nhận hy sinh vì Tổ quốc. Gương hy sinh của các anh đã trở thành biểu tượng cao đẹp, sáng ngời, phẩm chất anh hùng của người chiến sĩ hải quân trong thời kỳ mới. Sự ra đi của các anh thanh thản và rất đối vinh quang để lại phía sau nỗi đau tột cùng của gia đình, đồng bào, đồng chí và nỗi nhớ khôn nguôi của người mẹ, người cha, người vợ, người con ở quê nhà. Trong diễn văn đọc tại lễ tưởng niệm của Thượng tá Nghiêm Xuân Thái, chính trị viên tiểu đoàn DK1 có đoạn: rạng sáng ngày 5 tháng 12 năm 1990, tại nhà giàn DK13, cụm Phúc Tần, cơn bão số 10 có sức gió giật trên cấp 12 đổ bộ vào khu vực Nam Biển Đông đã cướp đi sinh mạng của Thượng úy Trần Hữu Quảng. Những giây phút cận kề giữa sự sống và cái chết, anh đã nhường chiếc phao và miếng lương khô cuối cùng, nhường sự sống của mình cho người chiến sĩ yếu nhất rồi thanh thản ra đi mãi mãi. Một hành động vô cùng cao thượng khiến ai cũng nghẹn ngào xúc động. Tại nhà giàn DK16, cụm Phúc Nguyên, sự hung dữ và tàn khốc của cơn bão số 8 năm 1998 không chỉ làm cho nhà giàn bị đổ mà còn hất tung cả 9 cán bộ chiến sĩ xuống biển. Mặc dù lực lượng cứu hộ đã làm hết sức mình, nhưng chỉ cứu được 6 đồng chí, 3 đồng chí đã anh dũng hy sinh. Đó là Đại úy Trạm trưởng Vũ Quang Trương, Chuẩn úy chuyên nghiệp Lê Đức Hồng, Chuẩn úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn An. Các anh đã hóa thân vào sóng nước đại dương. Liệt sĩ Nguyễn Văn An ra đi, để lại nỗi đau vô bờ, nơi người vợ trẻ và đứa con nhỏ mới chào đời chưa kịp nhìn mặt bố. Liệt sĩ Lê Đức Hồng đã gắng gượng đến hơi thở cuối cùng để giữ vững thông tin liên lạc với sở chỉ huy quân chủng khi nhà giàn DK16 Phúc Nguyên bị đổ, để rồi thanh thản ra đi mãi mãi, nằm lại với biển khơi. Cũng tại vùng biển này, tấm gương dũng cảm của Thượng úy Phạm Tảo, Thượng úy chuyên nghiệp Trần Văn Là, Chuẩn úy Lê Tiến Cường và các chiến sĩ Tạ Ngọc Tú, Hồ Văn Hiền, Dương Văn Bắc đã dũng cảm hy sinh vì chủ quyền biển đảo thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Những tấm gương hy sinh dũng cảm của các anh đã trở thành những biểu tượng hết sức cao đẹp, sáng ngời, phẩm chất anh hùng của người chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam. Kính thưa anh linh các gương hồn liệt sĩ, hôm nay giữa biển trời trên lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, với lòng thành kính và tiếc thương vô hạn, từ trong sâu thẳm lòng mình, toàn thể đoàn công tác chúng tôi nguyện mãi mãi tiếp bước sự nghiệp vẻ vang
xứng đáng với công lao và sự hy sinh cao cả của các đồng chí. Quyết đem hết sức mình hiến dâng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Với tất cả tình cảm trong sâu thẳm lòng mình, xin kính dâng hương hoa, lễ vật cùng tấm lòng thành kính nhất lên các anh linh, các anh hùng liệt sĩ. Kính mong linh hồn các anh siêu thoát, yên nghỉ, an lòng trong bóng hình sóng nước, luôn phù hộ cho thế hệ hôm nay và mai sau, giữ yên biển trời Việt Nam, giữ vững biển đảo, thêm lục địa thân yêu của Tổ quốc. Phút tưởng niệm, bắt đầu!